quan gì nữa kìa. Làm đồ chơi đi anh. Có bạn Ngân Nguyễn Kiều hỏi sao không thấy Tiểu Cường vậy? Cái này anh Vinh đã trả lời mấy lần rồi, là Tiểu Cường lên Sài Gòn sống với ba mẹ. Anh Vinh, có bạn Huy Nguyễn comment kêu anh làm clip vô hình người đi ạ. Gì vô duyên vậy? Đang sống yên ổn, tự nhiên bạn kêu mình làm clip ăn thịt người, cho công an tới hốt tôi vô tù hay gì? Có một bạn tên là OKTV comment là anh làm clip cởi quần áo đi cho nó chứ. Mới đọc cái comment thôi là biết nhận thức rất kém rồi. Chứ người có ý thức, có ăn học đàng hoàng, không có bình luận như vậy đâu. Bên cạnh nhiều người chê, cũng có nhiều người khen lắm. Như comment của bạn Ngân Cao nè. Ông ngoại em 73 tuổi còn thích xem anh nữa. Anh ơi, làm clip trang trí giày dép đi ạ. Mong lên top. Ê, sao mà trang trí giày dép dữ trời nè. Bạn Thanh Xuân trang trí giày dép đi ạ. Ok em luôn, thả tim em luôn. Để coi coi. Chứ đôi dép của em nó cũ hết trơn rồi. Dép em rách luôn rồi nè. Dép em thì bị chó cắn rách hết trơn luôn rồi nè. Hỏi gì đó mà tồi tàn dữ vậy trời. Thôi quyết định nội dung của video này, team mình sẽ làm trang trí giày dép nha. Dạ. Rồi mấy em đây bắt đội nhau đi. Gì mà đông dữ hả? Thôi, hai bạn là một cặp. Mình với Ngọc là các bạn, có Ngọc đây là mình không sợ gì hết á. Quay lại đi. Tên 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 tên. Từ từ. Ở trong mỗi cái thao này là một đôi dép. Mấy đứa lần lượt chọn chúng cái đôi dép màu nào mình sẽ trang trí đôi dép đó, được chưa? Ok, ai à, đã chọn màu nào? Em chọn màu xanh nè. Rồi dở đó. Ủa đôi dép đâu vậy? Kìa, cái đôi dép nó dính vô trong cái thao luôn kìa. Trời ơi. Tới ai? Tới đội của ăn áo nha. Cái nào, cái nào? Dở lên. Ôi, một đôi dép màu trắng. Rồi, khoe các bạn coi. Đó, dép rất là dễ thương nha các bạn, để cho mấy em trang trí. Rồi, tới đội của Á Tiên. Ồ, con vịt nè, màu xanh. Màu hồng. Rồi, đúng gu của Tiểu Phương luôn rồi. Anh Vinh cho bọn mình tự làm nữa rồi. Nãy giờ mình với chị Dương đi kiếm nguyên liệu. Ủa, ngang con trai luôn hết rồi ta. Chắc tụi nó đi kiếm chỗ nào làm rồi. Anh Vinh cho làm tự do mà. Dạ, hay là giờ mình lên nhà trên cây này làm đi. Ừ, hợp lý đó, cửa gài mưa gió dữ lắm, lên đây làm cho nó chắc. Dạ. Rồi, chuyện đồ lên làm luôn. Nó thận đồ ra. Rồi đó, bọn mình quyết định trang trí đôi dép này thành cái mặt con heo cho nó dễ thương. Bây giờ mình làm cái gì vậy Phương? Chị vẽ hai lỗ tai đi, để em cắt cho. Ok. Xong chưa chị Dương? Xong rồi nè, con cắt đi Phương. Dạ. Cắt chỗ heo đó. Biết rồi. Ủa, chị Dương, chị Phương có làm trên cây luôn rồi kìa chị Thảo. Hai đứa làm trên đó hả? Dạ, làm trên đây cho nó mát, chứ lại tránh mưa nữa. Vậy hai con làm đây, chị lên tầng trên chị làm. Dạ. Xin cắt xong nha Phương, chị vẽ xong hai cái lỗ tai nữa rồi nè. Vậy có hai cái màu trắng rồi chị ơi. Ủa, hai cái mặt là phải bốn cái lỗ tai chứ. Một cặp là phải có đực có cái. Chị vẽ thêm hai cái màu xám nữa đi, để em làm con đực. Ok. Mình đặt cái lỗ tai đã làm sẵn lên rồi, đòi theo cái gì như vậy nè, nó mới đều. Bọn mình sẽ quyết định dùng acrylic để vẽ lên chiếc dép này. Chị có ý tưởng gì chưa? Chị tính vẽ bầu trời à. Sao đơn giản quá vậy? Thì mình vẽ trước đi, chừng nào cái ý tưởng mới mình vẽ thêm. Dạ. Rồi mở màu ra nè. Lấy cọ. Còn nhỏ nhỏ thôi. Để em vẽ tiếp cho. Con vẽ được không mà đòi vẽ? Chị cứ tin em. Lần trước giữa cha mẹ mình không có ở nhà cho nên quay phim không có được. Lần này mình với Đại sẽ quyết định chọn nhà mình để quay clip trang trí giày dép nha. Cho đó anh làm chung với Ngọc. Tụi con trai mình làm chung một chỗ cho nó vui. Thôi tới nhà Ngọc kìa, vô đi. Ừ. Cái bàn đá nó mát, tao mình vô chỗ làm. Mình với anh Ngọc sẽ chọn mấy cái hạt cườm này để trang trí dép nha.
Các bạn biết tại sao mà bọn mình chọn mấy hạt này để trang trí không? Tại vì nó có tác dụng massage, thoải mái dữ lắm. Đúng rồi, tao thấy trên ghế của mấy chú tài xế á, thường có mấy cái hộp tròn tròn y chang vậy nè. Ừ, để tao vô lấy cái chén đựng mấy hộp này. Ừ, để tao mở bọc ra. Bước đầu tiên mình sẽ lấy cọng dây xỏ qua hạt cườm. Đưa tao một cọng dây tao xỏ tiếp cho Ngọc. Nè, kéo ra. Tiên tụi mình giỡn tao được đôi dép màu trắng nè, cho nên sẽ sử dụng sơn để trang trí nó nha. Mình xịt sơn vô đôi dép luôn hả anh Ngáo? Xịt sơn vô thôi thì đâu có đặc biệt. Bây giờ em đi tìm cho anh cái hộp kính đi, rồi anh chỉ làm. Bây giờ kiếm cái hộp kính đâu ta? Học ơi, nhà mày có hộp kính nào không? Cho tao mượn cái coi. Ở ngoài sau anh cậu cái kìa, ra lấy đi. Ừ. Hộp kính tới đây. Giờ làm gì nữa anh Ngáo? Bây giờ em muốn ba anh thêm xô nước nữa, đổ vô hộp kính đi. Dạ. Ủa, em nhớ rồi. Ừ, em cho kỹ đó nha. Anh biết rồi. Nè, thêm miếng nữa thôi nè, thêm miếng nữa. Rồi đó. Em nhớ xong rồi nè anh Ngáo ơi. Anh cũng xong luôn rồi nè. Rồi làm gì nữa? Bây giờ tụi mình sẽ xịt sơn vô cái hồ này, rồi nhúng mấy chiếc dép xuống nha các bạn. Rồi xịt sơn vô đi anh Ngáo ơi. Ừ, lắc trước nè. Được rồi đó, bây giờ nhúng thử chiếc dép vô đi anh ơi. Trước khi nhúng mình phải đeo bao tay vô cho đựng dính sơn nha. Rồi lấy ra. Lấy anh cái thanh ơi. Đây nè anh Ngáo ơi. Đây. Rồi. Xé ra. Đeo vô. Chiếc dép đầu tiên mình sẽ nhúng nha. Khoan, chờ anh nhúng với. Anh mang bao tay nãy giờ chưa được nữa nè. Có cái bao tay thôi, mang cũng không xong nữa anh Ngáo. Cái bao tay này 5 ngón. Rồi sao? Mà trong khi đó cái tay anh tới 6 ngón lận. Đúng rồi, còn nhúng gì nữa. Xong rồi đó. Em nhúng gì kỳ vậy chú Thanh? Cái màu nó xấu ghê luôn á. Như cái áo gấp mà giá lại luôn. Lần đầu tiên làm mà anh Ngáo sao không xấu được. Đâu anh làm cho em coi coi. Đây để anh làm cho. Xịt sơn vô nè. Xịt sơn vô trước nè. Lần này để anh nhúng cho. Rồi, để vô nè nha. Lăn lăn quá thấy đẹp chưa? Nhúng cái này các bạn phải đảo cho thiệt là đều tay nè, thì sơn dính vô đôi dép nó mới đẹp được. Trời ơi, tưởng nó làm đẹp lắm ai vậy cũng xấu y gan em hả? Bây giờ mình đem hai đôi dép này qua bển phơi đi, trong lúc đợi sơn khô mình vô chổng xem lại clip cũ đi. Ok. Coi clip hồ cá đi Thanh ơi. Clip hồ cá này tụi mình làm cực quá trời luôn, nhưng mà ít view quá à. Hay là các bạn thích clip trò chơi ta? Công nhận bữa đó anh trẻ đỉnh đi chứ. Dạ, chơi hùng có cổ vũ không à. Thằng hùng nó có bưng cái gì đâu. Đúng rồi. Cái này nó còn nói nữa chứ. Xong chưa chị Dương, đưa đây em cắt. Chị dán lỗ tai vô đi. Dạ. Cái lỗ tai này thì mình sẽ dán bằng keo silicone cho nó chắc. Tiếp theo thì mình sẽ dán hai con mắt của nó lên. Đây, dán lên nè. Chị dán xong một chiếc rồi đó, con dán cho bên kia đây. Ủa, hai con mắt nó có chùm trắng, không có chùm đen, y chang bị mù luôn. Con nhỏ này không biết gì hết trơn á. Hồi nãy bọn mình có chuẩn bị mấy cái hạt chuỗi để làm cái chùm đen rồi mà. À, nè, chấm vô nè. Bên đây nữa. Thế là xong đôi dép hình con heo. Dương, chị có thấy thiếu thiếu gì không? Chị có thấy thiếu gì đâu. À, thiếu cái lỗ mũi. Cưng không nói là chị quên luôn đó. Mà giờ làm lỗ mũi bằng gì vậy ta? Em có ý này nè, hay là giờ mình lấy nắp chai làm lỗ mũi đi. Chị Cưng đi lấy hai cái nắp chai đi. Dạ.
cắn lông mũi nó vô đi Phương ơi. Dạ. Y chết rồi chị Dương ơi. Ở trên nắp chai nó có hạn sử dụng một con nó hút chân nè. Thì dễ mà. Chị Thảo cho em một hũ màu trắng với màu đen. Nè. Vô. Cho hai cái cỏ nữa. Chị Phương. Cái con heo của chị cái tai màu trắng nên chị tô cái mũi màu trắng luôn. Con heo của em lỗ tai màu xám cho nên em tô cái mũi nó màu xám. Màu xám nào nè. Thế là xong, chị Dương xong chưa? Xong rồi. Bây giờ mình sẽ đợi cho nó khô rồi dán lên đôi dép. Đợi chị Thảo làm tới đâu rồi? Chị với con Tiên đang tô màu lên đôi dép nè. Sao chị giao cho con làm mà chị thấy lo quá Tiên ơi. Lần nào chung đợi với con thẳng bét hết trơn á. Tại mấy đợt trước em chưa có cơ hội thể hiện thôi. Trong lớp con vẽ được 5 sao điểm không á chị Thảo, đừng có lo. Cưng nói vậy chị càng lo hơn á. Thôi làm đi. Dạ. Xong chưa Tiên? Dạ rồi. Vậy mình đợi cho nó khô đi, lát làm tiếp. Đợi chi trời, mình chỉ cần lấy máy sấy sấy là xong rồi. Thì con đi lấy đi. Dạ. Tích liệu chị Thảo? Ờ biết rồi. Ủa chị Phương, chị Dương còn xong rồi kìa chị Thảo ơi. Chị sấy xong chưa để em vẽ bay lên cho. Xong rồi nè, vẽ đàng hoàng cho Tiên. Dạ. Làm này cũng dễ mà ta. Tính ra trang chứ giờ dép đâu có gì đâu mà khó. Thôi là làm chị Thảo ơi. Biết rồi. Vẽ xong cặp lông mi rồi. Bây giờ sẽ tô thêm cái má hồng. Còn em thì tô đằng sau cái gót. Xíu là than rồi, mai mốt sao làm quà tặng bạn gái được mãi. Mày nói xong câu đó tao khỏe lên rồi đó. Làm nhanh lên đi, làm gì chậm như gùi vậy. Đại này sao mỗi lần nó tới bạn gái là hào hứng dữ ta. Thôi làm nhanh lên đi. Còn vài hộp nữa là xong. Ủa, làm gì đại? Mày thấy tao sao? Tao thấy mày hơi giống công chúa rồi đó. Làm lẹ đi, đem về anh Vinh chấm điểm nè. Đến mấy cái dây cườm vô dép đi. Để tôi gỡ ra. Tháo xuống đi mày. Các bạn muốn kết dính cái cọng dây cườm này vô chiếc dép. Đầu tiên các bạn phải có một cái cây thiệt là nhọn. Xong rồi xuyên thủng chiếc dép. Lấy cọng dây cườm này nè, xỏ qua, thế là xong. Sau khi xỏ cọng dây cườm xong, mình sẽ rút nó lại đằng cho nó không có tuột ra. Mình đã làm xong thêm một vòng nữa rồi nè. Còn ba vòng nữa là hoàn thành. Đại, mày làm tới đâu rồi? Tôi đang làm tới vòng thứ hai nè. Nhanh nhanh nha. Xong. Đẹp quá ta. Đâu, đưa tao coi coi. Quá trời đẹp rồi. Mày xong chưa Ngạo? Xong rồi. Đại, đưa tao cây kéo cắt mấy cọng dây dư này nữa là hoàn thành. Nè. Hay giờ mình gọi cho mấy đứa con gái thử coi làm xong chưa? Để tao gọi thử. Gọi nó nè. Alo, anh điện em có chuyện gì không anh Ngọc? Đợi có cần làm xong chưa? Đợi em chưa làm xong gì trơn á, còn một đống luôn nè. Đợi anh làm xong hết rồi, chuẩn bị về cho anh Vinh chấm điểm nè. Đợi cuốn Phương chưa làm xong gì hết trơn á. Vậy tao mày đến Ngáo Vũ Hành làm xong rồi về chúng luôn. Chỉnh chỉnh mấy cái này lại cho nó đẹp đi. 5 minutes later. Bây giờ mình và các bạn hãy cùng khảo sát trực tiếp quá trình làm dép của các đội nha. Để quay camera trước lại cái nè. Đó. Đây. Hai đội này làm sắp xong chưa con? Dạ xong rồi. Còn mũi nữa sao mày? Mũi hả? Đang tô lỗ mũi đúng không? Dạ. Đúng rồi, ăn heo này tô lỗ mũi bự bự lên chút xíu cũng được. Rồi. Thấy em. Ủa sao hai heo này khác màu nhau vậy? Dạ một cái. Heo nào heo cái, heo nào heo đực? Heo đực nè, heo cái nè. Đúng rồi, heo cái nó có cái lông mi dảnh dảnh nè các bạn. Đó, má hồng bự bự, dễ thương nha. Rồi xong đó. Xong rồi đúng không? Dạ, còn bên đội chị luôn. Thảo làm sao? Dạ, xong luôn rồi hả? Đem trình bày cái sản phẩm của mình lên trên cái bàn màu xanh này đây nè. Rồi, về tới luôn rồi kìa. Trình bày sản phẩm mình lên bàn hết đi, anh chấm điểm luôn một lượt nè. Mời anh Vinh chiêm ngưỡng cái đôi dép kim sa
ra học lụ lấp là lấp lánh. À mắt ù tai. Trời ơi ghê vậy rớt luôn nha Cân. Ủa sao chưa chấm điểm mà rớt của anh? Cân nhìn đi, có đôi dép này anh mua là 60 ngàn, nó còn cái giá dưới bích dài nè. Nhưng Cân trang trí xong thì nhìn đôi dép nó giống như là dân đi hát cải lương, dân hát tuồng, hát bội vậy đó. Xấu quá, gớm quá. Rớt. Tới đội của tụi em nè. Hả? Phong cách cho đớm hả? Anh Vinh, anh nói vậy là xỉ nhục sản phẩm trí tuệ của tụi em rồi. Chứ bây giờ nó lắm le, lắm luốc gì, sao mà sao được Cưng. Khoan, anh đừng có đánh giá nó sớm như vậy chứ. Tụi em đã khi nào mà chấm điểm mới lọc băng keo ra, thì sau đó anh mới hú không? Lọc đi. Nhẹ nhẹ thôi, coi chừng gãy đôi dép ra làm hai nha hai đứa. Dạ. Ờ, nết của nó làm đây vũ thanh làm xong rồi kìa. Xong rồi nè anh ơi. Đó đâu anh mời anh coi cái coi, hồi nãy ngáo nói gì lọt ra cái coi hú hồn hả? Dạ hú hồn thiệt rồi đó, nhìn nè lắm lem y hệt con chó ghẻ luôn. Rồi thôi 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 thôi, đội này không ổn tí nào rồi. Để xuống rồi, để xuống coi thử rồi. Nhìn xa xa thì thấy nó cũng có chút thời trang đó nè, nhưng mà nhìn gần lại thì ôi chà. Thôi rớt luôn nha, rớt luôn nha. Rồi. Ê, cái đội này đẹp nè. Trời. Đó. Cái này ai vẽ vậy ta? Em với A Tiên. Ừ, A Tiên này chắc nó pha màu thôi chứ nó vẽ cái gì ha. Đây, có ai dịch ra được mấy chữ này không? Dạ. Lazy duck là cái gì vậy? Con dịch lười biếng. Còn hard duck là cái gì? Là con dịch chăm chỉ. Ok Cưng. Cái đội này hay quá, đội này khéo quá. Anh thích đội này này nha. Đó. Welcome to my dép. Trời ơi, tiếng Anh đỉnh cao, đỉnh cao. À, đôi này đẹp quá ta. Mấy đứa nhìn vô có biết đâu là con heo cái, đâu là con heo đực không? Chiếc này chiếc cái nè, còn con này là con đực nè. Con heo cái nó thường trắng hơn con heo đực. Đúng rồi, con gái mà đen đâu ai quen đâu. Trời ơi, này nó chuyện phủ phàng quá vậy. À, đôi này sáng tạo nè. Đôi của chị Thảo cũng đẹp nữa. Để quay lại một cái này. Bây giờ mình sẽ làm một cuộc khảo sát nha. Cho team Tony bình chọn. Chứ lần nào anh cũng chấm điểm hết mà con pha nó không công bằng. Nhớ là mỗi thành viên chỉ có một lượt đưa tay thôi. Bầu chọn nè. Ai chọn team của Tiểu Phương đâu? Con heo đâu? Con heo. Em nè. Trời ơi, đúng rồi. Giống giống đó ha. Rồi, còn ai chọn đôi của chị Thảo? Rồi, chúc mừng chị Thảo nha. Rồi, chị Thảo hạng nhất cùng với Á Tiên. Thì giải thưởng lần này á là sách đôi dép đi. Dạ. Là đôi dép cộng với hai con thú bông. Ủa. Cao một con. Con của Á Tiên nè hai con. Hạng nhị là gì anh? Hạng nhị thì xách đôi dép màu hồng đi. Dạ. Ừ, với lại một cái nữa cũng là hai con thú bông nhưng mà có điều bông nhỏ. Thú bông nhỏ nha, con này con bự nè. Còn con này con nhỏ nha. Rồi cầm đi, cộng với một con hổ nữa. Rồi cảm ơn dạ. Xé tem, xé tem luôn. Con em tính sao anh? Xé tem luôn. Dạ. Ý, dạ. Đó. Cái gì? Rồi hai đôi dép của bọn em tính sao? Đôi dép này Cưng hả? Không mấy Cưng lấy nó, Cưng mang luôn đi Ngáo ơi. Thôi, em không mang đâu. Mang vô kỳ dữ lắm. Không vậy? Mang thì em mang. Đâu, để coi thử Vũ Thanh mang vừa không? Để xuống. Vừa không Cưng? Vừa khích luôn. Vừa luôn anh Vinh ơi. Wow, ghê chưa? Con đôi dép mình tính sao đại? Thôi, mày đưa tao mang, tao cũng không mang đâu. Vậy cho em đi. Đâu, coi thử cái coi. Vừa không Cưng? Dạ vừa. Trời ơi. Gớm vậy mà cũng dám mang đó. Tiểu Dương mang đôi dép con heo đi để anh coi thử coi. Vừa không Cân? Để anh review cái coi đâu, đi thử vài bước coi. Ok. Còn đôi dép còn lại chị Thảo mang vừa không? Thử cái luôn. Phải review hết mới được. Đâu đi thử qua lại vài bước coi. Đâu sang vòng ai. Ổn quá, quá đẹp rồi. Thôi video này mấy đứa vui không? Vui. Đâu có thưởng mà sao không vui được. Còn mấy bạn nam sao Cưng có buồn gì không? Không. Tại sao không buồn, nói nghe lý do coi. Mình lấy đó làm động lực anh. Trời ơi thua mà động lực gì mẹ. Nó xạo quá quê, mặt nhăn nhó kìa quê. Thôi video này kết thúc được rồi mấy em ơi. Thì bây giờ có gì nói với các bạn không? Các bạn rồi, đăng ký like chuông ủng hộ team mình nha. Rồi bye bye đi nè. Bye bye, bye. Từ viên bi của mình đến cái ụ chỉ có 30cm thôi, sao làm khó được mình. Mày đừng có nói như vậy, lỡ đâu mày bắn hụt rồi sao? Tao bắn hụt tao cho mày phần thưởng của vòng thi này luôn. Thôi, mày nhớ lời mày nói nha, các bạn làm chứng cho mình nha. Rồi tao bắn luôn nè. Hụt đi rồi tới công chuyện tao. Sao mà hụt được? Yeah, cái hai viên. Bắn tiếp luôn.